Tối cường hệ thống chương 581, biến ảo sinh linh. Thế nhưng, dù có hiểu lầm thì sao? Chả ăn nhầm gì. Cường độ thân thể hắn đã thăng lên đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan kỳ, cảm giác này, quả thực quá thoải mái. Sau này, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, một lần nữa cuộc khởi. Thời điểm vừa tiến vào cổ thánh giới, Lâm Phàm liền phát hiện, cường giả cổ thánh giới xuất hiện lớp lớp, muốn tỏ ra trâu bò, thật sự rất khó khăn. Nhưng bây giờ, tình huống khác rồi, cường độ thân thể hắn đã được nâng cao, con đường sau này cũng thoải mái không ít. Bây giờ hắn ở lại Vân Tông đã không còn tác dụng, chẳng bằng ra ngoài giết mấy cường giả cổ tộc để tăng thực lực tự thân. Coi như hiện tại, nếu gặp phải uy quân vương cổ tộc, Lâm Phàm cũng không có chút bí kỵ nào, để xem ai sợ ai. Vân Tông chủ cùng Mộng Hằng Thiên đi xuống nghỉ ngơi, khoảng thời gian này bọn họ đã giúp đỡ Lâm Phàm quá sức, hiện giờ cần phải phục hồi nơi ở của hồng vân lâm phàm chuẩn bị nói lời chào với hồng vân tiên tử sau đó thuận tiện hỏi nàng một chút về nơi tiên thiên ngũ hành tồn tại tiên thiên ngũ hành đã tụ tập được ba loại bây giờ chỉ còn lại hai nguyên tố nữa là đủ lúc đó yêu thành tăng cấp ngũ hành đại viên mãn thì tiêu thành có thể hùng bá tứ phương rồi ngươi đã đến thanh âm từ trong phòng hồng vân tiên tử truyền ra ân lâm phàm gật đầu nói ngươi khi nào thì rời đi. Lát nữa sẽ đi. Thanh âm trong phòng ngừng lại, một tiếng cửa kẻo kẹt vang lên, cửa phòng mở ra, Hồng Vân tiên tử từ từ ra ngoài, trong tay cầm theo một miếng da cũ kỹ. Đây là vị trí của tiên thiên chi một cùng tiên thiên chi kim, nhưng nơi nguy hiểm trùng trùng, ngươi nhất định phải chú ý. Hồng Vân tiên tử đem miếng da thú đưa cho Lâm Phàm dặn dò một tiếng. Lâm Phàm nhận lấy tấm da thú rồi, sau đó hướng về Hồng Vân tiên tử chắp tay. Đa tạ. ân hồng vân tiên tử lạnh nhạt gật đầu giống như rất không ưa lâm phàm giờ khắc này lâm phàm có chút lúng túng sau đó xoay người rời đi hồng vân tiên tử nhìn bóng lưng lâm phàm rời đi trong ánh mắt có vẻ khác thường vẻ mặt có chút mất mát trong lòng lâm phàm thầm nghĩ chẳng lẽ dáng dấp của bổn thiếu gia thật sự rất có bị lực sao có lẽ em này nhìn thấy tướng mạo tuyệt thế cùng dáng người hoàng mỹ của bổn thiếu gia nên không thể tự kiềm chế mà có tình cảm với tiểu gia ta đi chờ ta đánh ngã cổ tộc rồi sẽ trở về tìm ngươi lâm phàm không quay đầu lại mà kiên định nói được lâm phàm vụt lên từ mặt đất trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của hồng vân tiên tử thời điểm hắn xuất hiện lần nữa là đến biên giới của vân tông lâm phàm vừa định lấy pháp lực đặc thù điểm ra một chỉ xé rách hư không thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Phàm nhìn người trước mắt thì khẽ cau mày, hỏi: "Ngươi là?" Nam tử trước mắt có khuôn mặt trẻ trung phi, thường tuấn tú, khí chất xuất chúng, chỉ là hắn không phải thực thể. "Tiểu hữu ngươi khỏe không? Ta là Vân Trung Vân." Thiếu niên cười nhạt một tiếng, lộ ra môi hồng răng trắng giống văn nhược, thế nhưng nụ cười này động thì hắn như cùng thiên địa dung hợp thành một thể. Lâm Phàm nghe được cái tên này thì sắc mặt biến đổi, chợt nhớ ra. Ngươi là khai sơn lão tổ của Vân Tông. Lâm Phàm không nghĩ đến, thiếu niên này, dĩ nhiên là khai sơn lão tổ của Vân Tông. Vân Trung Vân cười nhạt, trong ánh mắt mang theo thần sắc vui mừng, sau đó tay phải hắn hướng về hư không nắm một cái, lập tức có một viên cầu tản ra kim quang phá không mà đến, trong hư không, biến hóa liên tục, lúc như rồng, như xà, như ưng, như thần, như ma. Cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vận dụng nó thật tốt. Vân lão tổ, đây là cái gì? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Nhưng ngài ấy chỉ cười nhạt một tiếng rồi dần dần tiêu tan, đất trời lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh như thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một viên cầu màu vàng chói lọi trôi nổi trong hư không. Lâm Phàm không rõ được Vân Tông lão tổ muốn làm gì, thế nhưng vật đưa tay tới tay không nhận thì thật có lỗi với bản thân. Ken chúc mừng phát hiện dấu ấn tiên thiên động thiên có hấp thu hay không ngạch lâm phàm nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống thì sững sờ con mẹ nó vừa mới rời đi lại lấy được thứ tốt như thế ca đúng là mên mà mọi thứ tốt cứ tới mà chả cần lý do kha kha lâm phàm không dám tin thế nhưng hắn không chút do dự cái này đã được hệ thống kiểm tra qua tự nhiên là không có nguy hiểm gì hấp thu trong chớp mắt ấn dấu này tiến vào thân thể lâm phàm dung nhập vào động thiên bên trong động thiên dấu ấn này tản ra từng trận thần uy vô số ánh sáng như những dây nhỏ từ trên con dấu tản mát ra những sợi ánh sáng này tỏa ra ngày càng nhiều sau đó trong hư không cấu tạo thành các loại các dạng sinh vật đang lúc này một tiếng long ngâm vang vọng đất trời những sợi dây ánh sáng này như rồng uốn lượn trong nháy mắt từng cái từng cái biến ảo thành cự long thời điểm những con cự long được sinh ra thì có một viên cầu có khắc chữ long trôi nổi trong động thiên viên cầu này dung nhập vào đại đạo động thiên mùi hoa thơm tràn ngập bốn phía hoa linh tung hai cánh trong suốt bay múa đầy trời thanh âm vui sướng ca vang ở mọi nơi trong động thiên sau đó một viên cầu khắc chữ hoa trôi nổi trong động thiên nó giống như viên cầu có chữ long tự dung nhập vào trong động thiên ngay ở thời điểm lâm phàm cho rằng còn có biến hóa thì hắn lại phát hiện linh khí bên trong động thiên không còn sót lại chút gì, đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc này Lâm Phàm cũng phát hiện động thiên sinh ra biến hóa to lớn, tinh bích trong động thiên lần nữa hoàn thiện, thậm chí Lâm Phàm cảm giác được sức mạnh của mình so với lúc trước tăng lên không ít. Đây là động thiên dấu ấn, Vân Tông Lão tổ đem cái này cho mình, là muốn giúp mình ngày càng hoàn thiện động thiên, hướng tiêu chuẩn về một thế giới mà phát triển. Thế nhưng, tiêu hao thế này thật sự quá mức rồi, Động thiên của mình đã từng có mấy ngàn đạo lốc xoáy linh khí tồn tại, ẩn chứa linh khí bàn bạc như biển dùng mãi không hết thế, nhưng bây giờ, mới chỉ hình thành thành hai móng sinh linh mà hút hết con mẹ nó luôn, quá kinh khủng. Đặc biệt là thời điểm hình thành sinh linh như Long kia, Lâm Phàm phát hiện linh khí bên trong động thiên bị rút lấy 89 phần 10, xem ra sinh linh càng mạnh mẽ thì càng cần nhiều linh khí. Ta vẫn còn quá nghèo. Lâm Phàm bất đắc dĩ vạn phần, nếu như có đầy đủ thánh dương đan rồi đem chúng đập vỡ ra hóa thành dòng sông linh khí thì có thể thừa thế sông lên, luyện hóa dấu ấn này, nếu vậy thì động thiên của mình chắc sẽ bá nhất chuyện luôn rồi. Giờ khắc này, dấu ấn kia đã tiến vào thức hải lâm phàm, trôi nổi ở đó rồi không còn động tĩnh gì nữa. Thế nhưng lâm phàm chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể dẫn động nó, biến hóa ra đủ mọi thủ đoạn thần kỳ. Đánh cướp Chém cổ tộc Phá sào huyệt của cổ tộc đây là ba con đường làm giàu nhanh nhất tuy nói ngô đồng thần thụ có thể cô động thánh dương đang khá nhanh nhưng so với tốc độ tiêu hao như thế này thì vẫn còn chênh lệch nhiều lắm sau khi thu hồi động thiên lâm phàm mở ra cấm chế của vân tông rồi biến ngay tại chỗ trên một ngọn núi cao của vân tông công chủ nhìn địa phương lâm phàm biến mất rồi thở dài một tiếng viên cầu có dấu ấn này là bảo vật vô giá dù là cổ tộc chí cao nếu nhìn thấy cũng sẽ nổi lòng tham hy vọng tiểu tử này có thể trưởng thành. Hồng Vân đúng là có thiên phú hội họa nha. Lâm Phàm mở tấm da thú mà Hồng Vân tiên tử cho mình, nhìn thấy những chỉ dẫn của nàng, vui mừng không xiết. Phương hướng, lộ trình, tấm địa đều nói rõ, viết rõ ràng như sợ mình bị lạc vậy. Nhưng có một việc để hắn nhức đầu chính là, hai địa phương có tiên thiên ngũ hành ở hai phương hướng đối lập nhau. Sau khi suy tính một phen, Lâm Phàm quyết định đi đến nơi có tiên thiên chi kim trước. Cái bí cảnh này có khoảng cách gần hơn với hắn, mà làm cho Lâm Phàm mừng rỡ chính là, vị trí Uy Quân Vương cũng không xa bí cảnh này. Sau khi càng quét sạch bí cảnh rồi lại đem nhà của Uy Quân Vương quậy tung lên, thì còn gì bằng. Lấy địa vị của Uy Quân Vương, thì Bảo Bối và Thánh Dương đang là đếm không xuể, nếu như có thể lật tung nhà hắn thì tài phú của mình sẽ như thế nào, nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi. Sau nửa tháng, Lâm Phàm rời rất xa vị trí của Vân Tông, đến địa bàn của cổ tộc Cổ thánh giới thật sự quá rộng đi. Tốc độ phi hành của Lâm Phàm là cực nhanh, thế nhưng cho dù vậy, nửa tháng đã qua vẫn chưa đến được chỗ cần đến. Chuyện này đối với Lâm Phàm chính là một cái bi kịch. Lúc này Lâm Phàm đang đi qua một mảnh rừng rậm rạp, ngừng lại muốn nghỉ ngơi, vì phi hành trong thời gian dài như thế, hắn có chút ăn không tiêu, trong rừng rậm không thiếu cổ thú, hắn muốn nhìn xem có thể gặp được cổ thú nào mạnh mạnh một chút không. Lâm Phàm biết mình đã đến vùng đất trung tâm tình thế ở đây có chút phức tạp, coi như gặp được cổ thú cường đại cũng không phải là chuyện hiếm. Trống Ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng trống dữ dội, thanh âm gào thét như sấm động, chấn những cây cổ thụ rung động không ngừng, lá rụng như mưa. Tiếng gầm thật mạnh, âm thanh lớn như vậy, khí lực mười phần, xem ra thực lực của nó cũng chẳng yếu, ngược lại có thể đi xem một chút. Trong lòng lâm phàm mừng rỡ, sau đó tiến vào trạng thái ẩn thân hướng về hướng có tiếng gầm chạy đi. Khi Lâm Phàm đến nơi, nhìn thấy tình huống trước mắt có chút quái dị. Thượng cổ hung thú Một đầu cự long dài trăm trượng đang giữ tận rít gào, nó cùng với mấy chục đầu cổ thú đang chém giết lẫn nhau, điều làm Lâm Phàm kinh ngạc chính là, đầu cự long này dĩ nhiên biết nói. Đây tuyệt đối không phải là sinh linh của đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới cũng có long tộc, thế nhưng đem long tộc kia cùng con cự long này so sánh thì có rất nhiều điểm đồng. Con cự long này, toàn thân vẫy giáp hiện ra u quang những mảnh vẫy giáp này giống như là một tòa núi vững chắc trong miệng thì toàn răng nhọn tỏa ra phong mang sắc lẹm khiến người ta không rét mà run một đám cổ thú ngu muội lại dám nhòm ngó huyết mạch cự long các ngươi đang tự tìm đường chết cự long nổi giận gầm lên một tiếng sau đó tung một trảo che khuất bầu trời hướng về những cổ thú này chụp tới những cổ thú kia ở trong mắt cự long chỉ giống như dung như dế khi nó vung móng vuốt lên bọn cổ thú máu thịt tung tóe không nghĩ đến mình dĩ nhiên gặp được cự long tộc một trong thập đại hung thú thượng cổ đúng là thú vị khóe miệng lâm phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng liếm liếm môi một cái thịt rồng mình cũng ăn bao giờ đợi lát nữa phải thử một phen mới được tu vi con cự long này cũng chỉ là thần thiên vị tầng bốn bất tử cảnh nên nó đối với lâm phàm mà nói là tiện tay trấn áp lúc này lâm phàm không thể nhịn thêm được nữa nếu như để cho bọn họ tiếp tục đánh nhau thì những cổ thú kia tuyệt đối sẽ bị con cự long này chém giết hết. Bất kể nói thế nào thì những thú này đều là kinh nghiệm. Bây giờ, điểm kinh nghiệm xuất hiện trước mặt, sao có thể để cho nó chạy mất được. Dừng tay. Lâm Phàm lập tức đi ra, trong nháy mắt vừa sải bước, hắn đã xuất hiện ở giữa cự long và cổ thú. Trong tròng mắt dữ tợn của cự long cùng mấy con cổ thú kia, quát lên vẻ kinh dị, chúng nó không biết sinh linh này muốn làm gì sinh vật nhỏ bé ở đâu ra nói nhăn nói cuội chết đi cho ta cự long nổi giận gầm lên một tiếng khí tức cuồng bạo bộc phát ra rồi tung một trảo hướng đỉnh đầu lâm phàm theo một trảo đánh xuống thiên địa cũng trở lên đen kịt lại ầm ầm thời điểm một trảo to lớn của nó vỗ vào đỉnh đầu lâm phàm cự long há miệng ra nở một nụ cười dưới cái nhìn của nó thì sinh linh này nhất định bị mình đánh thành bánh thịt con mẹ nó cái đồ ghê tởm nhà ngươi quá đáng rồi đó lâm phàm có chút bất đắc dĩ một lời không hợp liền động thủ đúng là không có chút thú tính nào làm sao có khả năng cự long không dám tin những gì mình nghe được nó không nghĩ đến tên sinh linh nhỏ bé lại bình an vô sự dưới một trảo của mình xem ra đụng phải thiết bản rồi những cổ thú kia tức giận gào thét thanh âm giống như đang cảnh giác lâm phàm chúng nó muốn ăn con cự long này cướp đoạt tinh huyết của long tộc thế nhưng không nghĩ tới có một tên nhân tộc tự dưng ở đâu ra xuất hiện trước mặt bọn nó. Ngươi là cự long tộc, một trong thập đại hung thú thời thượng cổ. Lâm Phàm nhìn thân thể to lớn như quả núi của cự long, tò mò hỏi. Không sai, bản long chính là thành viên của cự long tộc, một trong thập đại hung thú thời thượng cổ, sinh linh nhỏ bé như ngươi đang muốn làm cái gì ở đây. Ngữ khí của cự long nổ vang như tiếng chuông lớn, chấn Lâm Phàm choáng váng. Không có gì, ta chỉ muốn chém giết ngươi rồi sau đó mang ngươi đi nướng thôi, vì ta chưa ăn thịt rồng bao giờ lâm phàm cười nói cự long nghe nói như thế thì giận tím mặt quát làm càng nó không nghĩ tới một tên sinh linh nhỏ bé lại dám nói quát không biết ngượng muốn ăn chính mình đúng là muốn chết nó dùng một chiêu thần long bãi vĩ quốc về phía lâm phàm khà khà giờ khắc này lâm phàm nở nụ cười không để cái đuôi rồng to lớn kia vào mắt hắn nhấc một tay lên hời hợt chặn cái đuôi lại ân sắc mặt cự long đại biến nó không nghĩ đến sinh linh này chặn chiêu này của mình đơn giản như vậy một màn kế tiếp lại làm cho cự long kêu thảm thiết năm ngón tay lâm phàm khép lại giống như con dao đánh xuống ta cắt đuôi rồng trong nháy mắt bị cắt thành vài đoạn a à. một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên đám cổ thú đánh nhau với cự long nhìn thấy hình ảnh trước mắt trong tròng mắt cũng toát ra vẻ kiên dè nồng đậm tứ chi chậm rãi lùi về sau như muốn rời khỏi nơi này cái con rồng thối này một lời không hợp đã muốn đập chết bổn thiếu gia vậy thì bổn thiếu gia cũng không khách khí với ngươi nữa lâm phàm nhảy lên tung một quyền hướng về cự long đánh tới tên ghê tởm kia ngươi dám cắt ta đuôi ngươi phải chết cự long tức giận gào thét hung tính đại phát nhưng dưới cú đấm của lâm phàm thì nó không có bất kỳ sức phản kháng nào thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa chết đến không thể chết lại Ken, chúc mừng đánh giết thượng cổ thập đại hung thú Cự Long. Ken, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Tốt lắm, tốt lắm, không nghĩ tới tăng cường nhiều kinh nghiệm như vậy. Lâm Phàm rất thỏa mãn với số điểm kinh nghiệm kiếm được từ Cự Long. Ồ, các ngươi muốn chạy. Lâm Phàm nhìn thấy những cổ thú đang chạy trốn. Năm ngón tay Lâm Phàm mở ra che kín bầu trời, khống chế một phương thiên địa sau đó nắm lại. Ầm. Um, Ầm. Um. Tiếng nổ vang lên, những cổ thú kia trong nháy mắt bị pháp lực ép nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Ken, chúc mừng đánh giết cổ thú tu vi thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Ken, chúc mừng đánh giết cổ thú tu vi thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Thoáng cái đã có mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm tới tay, kiếm kinh nghiệm là chuyện đơn giản a. À? Hiện giờ, mình chính là cường giả thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, coi như là có trăm ngàn kẻ địch cùng cấp thì cũng có thể chém giết trong nháy mắt. Đây là sự tối cường của mên. Tư tư. Lâm Phàm ngồi trên một hòn đá đã được hắn gọt thành một cái ghế, trong tay cầm một xiên sắt hắn vừa luyện chế để nướng thịt rồng. Điều Lâm Phàm không ngờ chính là, hắn chỉ dùng mấy khối tinh thiết luyện để chế xiên sắt vậy mà luyện ra một cái tuyệt phẩm lợi khí. Chuyện này đúng là không nghĩ tới. Xem ra, tay nghề luyện khí của mình ngày càng lớn mạnh. Lúc này, trên đống lửa có từng khối, từng khối thịt rồng được nướng vàng ươm nhìn qua thì rất ngon nhưng không biết mùi vị ra sao. Trong thời gian ngồi đợi thịt chính thì Lâm Phàm tẻ nhạc vương ngón tay sờ cái huyết trì nho nhỏ chứa đầy máu trồng kia. Ken, chúc mừng phát hiện long huyết có hấp thu hay không? Hấp thu. Ken, chúc mừng kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng cường một. Ken, chúc mừng kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng cường một. Cái đệt. Sao có một tí tẹo kinh nghiệm thế này, đúng là đồ bỏ đi. Lâm Phàm xem thường chỗ Long huyết này nên thu ngón tay về, căn cứ vào điển tịch trong tàng thư các, hắn biết được. Long huyết là vật đại bổ, có nhiều công dụng thần kỳ, tắm mình trong máu rồng có thể tăng cường độ thân thể, thậm chí có tỷ lệ nhất định thay đổi được thiên tư. Lâm Phàm lắc lắc đầu, trong thư tịch thì công dụng của Long huyết được đánh giá là rất tốt, thế nhưng hôm nay vừa thấy lại phế như vậy, làm người ta thất vọng tràn trề. Chí bảo trong mắt các sinh linh đại thiên thế giới lại bị lâm phàm trà đạp dưới chân như vậy, không được hắn coi trọng tí nào. Ào ào ào. Vào lúc đó, lâm phàm cảm giác được ở xa xa có rất nhiều sinh linh đang nhanh chóng chạy về hướng này. Thần thiên vị tầng một chân pháp cảnh. Hoang thiên vị đại viên mãn. Thanh thiên vị hậu kỳ đỉnh phong. Thật là nhỏ yếu. Lâm phàm lắc đầu, không đem việc này để trong lòng, chỉ cần bọn chúng không chọc đến mình thì chúng sẽ được bình an vô sự lúc này từng luồng hương vị thịt trồng nướng phả vào mặt khiến cho con hàng đã lâu chưa được ăn như lâm phàm có chút không chờ được ở vị trí cách đó không xa có một đám nhân ảnh đang di chuyển với tốc độ cực cao tâm tình hoang mang hoảng loạn như đang tránh né cái gì đó những tên cổ tộc kia sao lại phát hiện ra chúng ta chứ các tỉ muội nhanh chân lên một chút tuyệt đối không thể để những tên mang rợ bắt kịp bằng không tất cả chúng ta đều sẽ chết rất thảm. Ta hận, đều tại ta thực lực quá yếu, nên không có cách nào bảo vệ mọi người. Những bóng người này toàn bộ đều là nữ tử, từng người từng người đều là thiên kiều bá mị, xinh đẹp đến cực điểm, nhất cử nhất động đều có thể mê hoặc chúng sinh. Trong đám nữ tử này, có một nữ đệ tử cực kỳ xinh đẹp, thực lực của nàng, là mạnh nhất, chắc là thủ lĩnh của đám. Thế nhưng, giờ khắc này, nàng cũng biểu hiện ra sự hoang mang cực độ, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau, như đang cảnh giác thứ gì đó. Nàng biết nếu như bị cổ tộc bắt được, thì các nàng sẽ có kết cục bi thảm bực nào. Không chỉ chà đạp lên mà còn bị nuốt sống. Các tỷ có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không? Một nữ tử có đôi mắt linh động lên tiếng. Tử vận, đây là lúc nào rồi mà muội còn nghĩ đến chuyện ăn uống chứ? Nữ tử có thực lực mạnh nhất khiển trách. Nàng không nghĩ đến, vào lúc này rồi mà Tử Vận còn nghĩ về mỹ thực. "Ồ, ta cũng ngửi thấy." "Ta cũng vậy, mùi vị này, thơm quá." Lúc này, chúng nữ dừng lại đưa mắt nhìn nhau, các nàng không biết mùi thơm này từ nơi nào truyền đến. "Ồ Phiêu Phiêu tỷ, ngươi xem bên kia hình như có người." Tử Vận chỉ ngón tay của nàng về phía trước, nói. Phiêu Phiêu ngưng thần nhìn qua, quả nhiên thấy ở phía xa có một người đàn ông đang ngồi chỗ đó lâm phàm quay đầu nhìn chúng nữ trong mắt tỏ vẻ kinh ngạc đám cô em xinh đẹp thế này sao lại chui vô khu nguy hiểm như ở đây không biết một tay lâm phàm cầm thịt cắn cắn từng miếng từng miếng sau đó hướng các nàng cười một tiếng đằng sau chúng ta có cổ tộc đuổi tới đó ngươi mau chạy đi phiêu phiêu mặc dù không biết đối phương là ai nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng đoán là sinh linh đại thiên thế giới bởi vậy nàng lên tiếng nhắc nhở đối phương à các ngươi có muốn ăn thịt rồng không? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Phiêu phiêu nghe lời lời mời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cắn cắn răng không nói gì thêm, những gì nên nói, nàng đã nói rồi nếu như hắn không nghe vậy thì tùy hắn. Thế nhưng, có một việc để phiêu phiêu không tưởng được là, tiểu muội tử vận lại ngừng lại, sau đó đi đến trước mặt nam tử này mà trả lời. Ta muốn ăn. Lâm Phàm nhìn cô em trước mắt, lộ ra một nụ cười, tiểu cô nương thật thông minh. Tử vận, ngươi làm cái gì đó? Phiêu phiêu hốt hoảng hô lên. Tỷ tỷ, cái đầu cự long trắng ngang đường kia quá dọa người nên mùi sợ, không dám đi qua. Tử vận ý vị thâm trường nói. Cự long. Cự long ở đâu ra? Phiêu phiêu sững sờ không hiểu tử vận nói vậy là có ý gì. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía trước, thì đột nhiên trợn tròn mắt. Một con cự long to lớn bị chặt thành mấy khúc đang nằm ở đó cái đầu rồng dữ tợn kia cho dù đã chết rồi nhưng vẫn tản ra khí tức làm người khác sợ hãi đây thật sự là một con cự long phiêu phiêu ngốc nghếch nhìn về phía nam tử đang cầm xiên thịt nướng kia ta thấy các ngươi chạy cũng mệt rồi không bằng đều lại đây ăn chút thịt bổ sung thể lực đi lâm phàm cười nói mặc dù hắn không biết các nàng là ai nhưng nói thế nào thì các nàng cũng là sinh linh của đại thiên thế giới nếu gặp gỡ tức là có duyên sao không giúp đỡ các nàng một chút Đầu tiên, mấy cô em gái kia cũng trợn tròn mắt, rồi sau đó cũng giống như tiểu cô nương kia, từ từ đi về phía nam tử. Xin chào. Phiêu Phiêu đi tới trước mặt Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Xin chào. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Sau đó mọi người còn chưa phản ứng kịp thì đã ngồi xuống vây quanh đống lửa rồi. Không có chuyện gì, các ngươi ăn đi, nếu như cổ tộc có tới thì đừng sốt sắng, mà có cũng không có tác dụng gì." Lâm Phàm cười nói. Dù Lâm Phàm là một nam nhân không gần nữ sắc, nhưng thấy mấy tiểu cô nương khả ái này bị cổ tộc dọa đến hoa dung thất sắc, cũng không nở nhìn các nàng như thế. "Ân, ừ, chúng ta không có căng thẳng." Tử Vận đúng là rất hoạt bát, ánh mắt nàng nhìn quét xung quanh, xem xét mọi thứ. Nàng nhìn ra, đây là một con cự long hàng thật giá thật, điều làm cho nàng kinh ngạc chính là long huyết quý giá như vậy dĩ nhiên bị hắn phung phí rải trên mặt đất. Một ít hoa cỏ bị máu trồng xâm nhiễm đã phát sinh biến hóa, tươi tốt hơn nhiều so với những cây xung quanh khác. Thậm chí, một số còn sắp trở thành linh thảo. Nào lại đây ăn một miếng thịt trồng đi. Lâm Phàm cầm lấy một khối thịt đưa tới trước mặt các nàng. Đa tạ. Tâm trí tử vận lúc trước còn sợ trong lúc chạy trốn thế, nhưng giờ đây đã trấn định không ít khi nàng cầm lấy cái xiên sắt kia, thì đột nhiên kinh hô. Chuyện này. Tử vận khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn chồng chọc vào cái xiên sắt trong tay, nàng không thể tin được những gì mình thấy hôm nay. Phiêu phiêu nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn còn rất lo lắng vì dù sao cổ tộc cũng ở ngay phía sau. Dù người đàn ông này thần thần bí bí, có vẻ rất cường đại thế, nhưng nàng cũng không dám chắc hắn có thể đánh bại bọn người kia. Thời điểm phiêu phiêu đang suy nghĩ, thì bị tiếng thét kinh hãi của tiểu muội làm cho hốt hoảng đứng lên tử vận muội làm sao vậy phiêu phiêu kinh ngạc nhìn tử vận mấy tỷ muội ngồi xung quanh đều như vậy các nàng ngồi ở đó nhưng trong lòng rất bất an vô cùng sợ hãi tỷ chuyện này này tử vận chỉ chỉ cái xiên sắt trong tay muốn nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu lâm phàm nghi hoặc nhìn cô bé đáng yêu trước mắt nhướng mày chẳng lẽ cô em này có tật xấu gì không nói được sao? Cái này xiên sắc, nó. Nó. Tử vận không thể tin được, nướng thịt thôi, lại dùng dùng tuyệt phẩm, tuyệt con mẹ nó phẩm. Thật sự lãng phí mà. Chỉ là một cái tuyệt phẩm bảo khí thôi mà, không cần ngạc nhiên như thế. Lâm phàm chỉ cái xiên sắc, chỉ cười nhạt một tiếng, không phải chuyện gì to tác. Chỉ là một cái tuyệt phẩm bảo khí, có cái gì mà ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại, sinh linh đại thiên cũng không có nhiều bảo bối cho lắm, mà có thì đều là loại thường, đối với những cô nàng vừa bước chân vào đời này mà nối, kiếm được một món lợi khí, là việc rất khó khăn. Phiêu phiêu ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngưng động trên xiên sắc, nàng không nghĩ tới, xiên sắc nhìn qua phổ thông vậy mà là một cái tuyệt phẩm bảo khí. Vì muốn xác thực, phiêu phiêu lấy tay sờ tới sờ lui một hồi, nàng cảm nhận được bên trong nó có pháp lực bàn bạc. A-i-i-i-i à, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, đâu phải ca giả vờ cung ngầu, thế nhưng trong vô tình làm cho đám em gái mưa này giật mình nữa rồi, việc này không nằm trong dự liệu. Tuyệt phẩm bảo khí ta chỉ tiện tay luyện chế, cũng đâu có gì tốt, những những cô em gái này, mỗi người đều lộ ánh mắt thèm muốn lại vừa bất đắc dĩ, trong lòng Lâm Phàm bất giác nở nụ cười. Thịt trồng rất ngon, sau khi ăn xong, ta sẽ tặng những này xin sắc cho các ngươi. Lâm Phàm tùy ý nói nhưng lọc vào tai những cô gái lại khác các nàng đều nghĩ gặp đại gia vung tiền như nước rồi bảo vật thế này mà lại nói tặng là tặng thật hào phóng đám người phiêu phiêu tử vận khiếp sợ nhìn lâm phàm sau đó kiềm chế lại nội tâm đang kích động run rẩy cầm xiên sắt chỉ cần ăn thịt xong đối phương sẽ tặng xiên sắt này cho các nàng đúng là sự tình nằm mơ các nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến a à. tử vận há miệng cắn nhẹ một cái việc cấp bách nhất hiện giờ của các nàng chắc chỉ là mau ăn hết thịt để nhanh lấy được bảo khí mà thôi. Ngay thời điểm tử vận cắn miếng thịt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khí tức cả người đột nhiên tăng lên liên tục. Thịt này. Trong lòng các nàng chỉ nghĩ về cái xiên sắc, nhưng khi cắn miếng thịt vào miệng, thì kinh ngạc trợn trong mắt. Vì thời điểm căng khối này, lại phát hiện bên trong ẩn chứa pháp lực vô cùng hùng hậu những luồng pháp lực từ thịt tiến vào cơ thể, sau đó hóa thành một nguồn sức mạnh như thủy triều, chạy khắp tứ chi bách hài. Phiêu phiêu khiếp sợ nhìn biến hóa của tử vận, sau đó không chút do dự cắn một miếng. Phát sinh biến hóa giống y như tử vận. Những cô gái xung quanh, không do dự mà ăn thịt, từng người sắc mặt đại biến, không thể tin được. Giờ khắc này, lâm phàm vậy mà lại trợn mắt. Đám em gái này chẳng lẽ có bệnh trong người hay sao ta? Chẳng qua chỉ là ăn chút thịt, đã trở thành như vậy có làm quá không lâm phàm mặc dù là thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh thế nhưng trong cơ thể của hắn pháp lực như đại dương mênh mông những nguồn pháp lực ẩn chứa trong từng miếng thịt trồng đối với lâm phàm mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng đối với những nữ hài tu vi yếu kém trước mặt mà nói một khối thịt trồng giống như một viên thần đang vậy tử vận tu vi của ngươi gia tăng tỷ ta đột phá các nàng cũng đột phá thịt rồng này sao có pháp lực hùng hậu như thế muốn nắm giữ huyết nhục có hiệu quả như thế chỉ có cường giả thần thiên vị tầng bốn bất tử cảnh mới dùng pháp lực dung nhập vào từng tế bào trong cơ thể các nàng hai mắt nhìn nhau mỗi người đều lộ vẻ không dám tin tử vận kinh ngạc nhìn lâm phàm như nhìn quái vật ánh mắt không tệ tu vi con rồng này đúng là thần thiên vị tầng bốn bất tử cảnh lâm phàm cười nói lâm phàm cũng không nghĩ đến cự long huyết nhục là thứ đại bổ đối với các nàng được lâm phàm trả lời các nàng lại trợn mắt các nàng không nghĩ đến lúc sinh thời lại có thể ăn được thịt của cường giả cự long tộc thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh đây là sự tình không dám tưởng tượng a à. nhưng trong chớp mắt các em gái nhìn cái huyết trì xa xa kia vậy cái cũng kia chẳng lẽ là máu của cự long bất tử cảnh nghe đồn máu của thượng cổ hung thú cự long tộc có thể tăng cường thể chất, có tỷ lệ nhất định thay đổi thiên tư, đặc biệt là thực lực càng mạnh, hiệu quả càng lớn. Thời điểm các nàng đang muốn tiến đến huyết trì, tự mình trải nghiệm máu rồng, một tiếng nổ vang truyền đến. Ha ha, các ngươi vậy mà không chạy nữa à? Vậy cũng tốt, tiết kiệm được một ít công phu. Ha ha ha. Những mỹ tộc sinh linh được trời cao nuôi dưỡng này, từng người từng người đều có vóc dáng đạo nhân a, à, thân thể không chỉ mềm mại mùi vị còn rất ngon nữa. Sao không chạy tiếp đi, có phải hết sức rồi không? Tiếng nói dữ tận từ bốn phương tám hướng truyền đến, mênh mông cuồn cuộn, nối liền không dứt, hung uy trong đó càng làm cho người ta run rẩy. Đối với chủng tộc sinh linh của đại thiên thế giới, cổ tộc là phát ngôn viên của ma quỷ, khủng bố, tàn nhẫn, khát máu, không có nhân tính. Cổ tộc đến rồi. Thời điểm các nàng nghe được những âm thanh kia, sợ hãi mà run rẩy cổ tộc đuổi đến, vậy thân nhân các nàng nhất định là bị giết hết rồi. Nghĩ đến đây, các nàng lộ rõ bi thương. Lâm Phàm vẫn nhàn nhã ngồi ở đó, nhìn những thân ảnh phía xa. Cổ tộc có thân thể cao to, giống như một tòa tòa núi nhỏ, lúc cất bước đi, khí thế lăng nhân. Màu da như mấy anh châu Phi, khuôn mặt dữ tợn, khủng bố, một số người nhát gan nếu nhìn thấy đám cổ tộc này, có thể bị dọa cho té đái A mấy trăm đầu cổ tộc xuất hiện trước mặt đám người lâm phàm không nghĩ đến lại thêm một sinh linh nhân tộc một đầu cổ tộc nhìn thấy lâm phàm khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn không để lâm phàm vào mắt lâm phàm nhìn đám cổ tộc này đúng là không có bao nhiêu tính khiêu chiến tu vi đều dưới đít người ta cao nhất cũng chỉ là thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh tử vận phiêu phiêu lúc này trong đám cổ tộc có một lao tù rất to ở giữa nhốt vô số nữ tử. Những cô gái này, già có, trẻ có, hiển nhiên đều bị bắt. Tử vận và phiêu phiêu những âm thanh này, sắc mặt hơi đổi, sau đó vui mừng. Người thân của các nàng vẫn chưa bị bọn mang rợ kia chém giết. Ha ha, đừng gấp, các ngươi rất nhanh sẽ đoàn tụ với nhau. Một đầu cổ tộc cười tàn nhẫn, trong mắt lập lòe hung quang. Không cần cứu chúng ta, đi mau, các ngươi không phải đối thủ của bọn này, hơn nữa, còn có đội quân cổ tộc ở phía sau. Những mỹ tộc nhân bị bắt, nhìn thấy các nàng tử vận không có chạy trốn, tất cả đều cúng lên. Cổ tộc thủ lĩnh ở đây, mặc dù chỉ là thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh, thế nhưng đại quân ở phía sau, có rất nhiều tên còn cường đại hơn. Quy quân vương kế nhiệm, càng thêm cuồng bạo, điều động đại quân, bắt giết hết tất cả sinh linh của các chủng tộc khác. Lâm Phàm nghe đám người mỹ tộc bị nhốt nói còn rất nhiều cổ tộc ở phía sau, sắp đến rồi, thì sắc mặt đại hỷ, đứng lên. Lâm Phàm không nghĩ đến, vận may của mình sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc như thế. Một nhóm kinh nghiệm khổng lồ, tự mình đưa tới cửa. Lâm Phàm sải bước ra, đi về phía cổ tộc. Đám người tử vận nhìn Lâm Phàm đột nhiên xoắn suýt lên. Đặc biệt là tử vận, thời điểm nàng nhìn thấy nam tử này, đã biết đối phương bất phàm, nhưng không biết có thể chống lại đám cổ tộc hay không. Mà đối với đám cổ tộc, tên sinh linh này là đang tự tìm chết bất quá cũng tốt tự động dân hiến đỡ tốn thời gian đồ sinh linh hèn mọn chết đi cho ta thủ lĩnh cổ tộc cười lạnh một tiếng một tay chọc đầu lâm phàm lâm phàm rung vai cười khẽ một tiếng ngón tay điểm nhẹ trong khoảnh khắc một màn khiến tất cả mọi người đang có mặt khiếp sợ xảy ra các ngươi thật sự quá yếu tu vi lâm phàm chỉ là thần thiên vị tầng bốn bất tử cảnh không phải là cường giả nghịch thiên gì, nhưng bàn về pháp lực thì dù thần thiên vị tầng năm nguyên thần cảnh cũng không bằng một phần mười của hắn. Càng không nói đến cường độ thân thể, hiện giờ đã đạt đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Bây giờ Lâm Phàm chính là một bót cao cấp, người bình thường, không đánh nổi. Muốn chết. Cổ tộc thấy sinh linh này hời hợt duỗi ra một ngón tay thì sắc mặt hắn càng dữ tợn, đấm ra một quyền, bao hàm động thiên bên trong, pháp lực sôi trào tuy cú đấm này có khả năng hủy thiên diệt địa nhưng đối với lâm phàm như thế còn chưa đủ xoạt xoạt dưới một chỉ của lâm phàm toàn bộ không gian như bị cô động lại tiếng rắc rắc vang lên không gian bị vỡ nát như mặt kính ầm um. ầm um. những tên cổ tộc kia đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn từ bên ngoài rót vào cơ thể bọn chúng chúng không thể ngăn cản kêu thảm một tiếng trong nháy mắt nổ tung máu thịt tung tóe ken chúc mừng đánh chết cổ tộc thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh. Ken, chúc mừng đánh chết cổ tộc hoang thiên vị đại viên mãn. Ken, chúc mừng đánh chết cổ tộc thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh. Cướp đoạt. Cướp đoạt. Tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng mỗi dù ít những vẫn là thịt. Tinh khí thần của bọn chúng cũng được lâm phàm thu vào động thiên để uẩn dưỡng. Bây giờ yêu thành đang ở trong động thiên, động thiên càng lớn mạnh thì yêu thành càng lớn mạnh trong vòng một chiêu chém giết toàn bộ mấy trăm tên cổ tộc việc này đối với lâm phàm dễ như ăn cháo không tốn chút công phu nào lạch cạch hai con mắt linh động của tử vận như muốn rớt ra ngoài tuyệt phẩm nhân khí mà nàng xem như trân bảo bị rơi trên mặt đất mấy cô gái khác cũng trợn tròn mấy trăm cổ tộc mạnh như vậy đều bị nam tử thần bí này tiện tay giết chết chúng ta đang nằm mơ phải không sao có thể không chỉ đám người tử vận ngạc nhiên mà những thành viên khác của mị tộc đang bị giam càng bị sốc đến ngu người nam tử này là ai sao mạnh như thế chẳng lẽ là bằng hữu của tử vận lâm phàm vung tay áo tóc dài tung bay song nhãn ngưng thần nhìn phương xa 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 có dấu hiệu của pháp lực rất mạnh thiên địa nổi lên dị tượng hiển nhiên đang xảy ra chiến đấu kịch liệt xem ra có rất nhiều cổ tộc bị người khác cản lại chỉ là không biết tình huống hiện giờ ra sao những cổ tộc kia đối với lâm phàm cũng chỉ là một ít kinh nghiệm xoay tay là có thể có nhưng từ bỏ thì có chút đáng tiếc nhìn dao động pháp lực ở phía xa tu vi của đám này cao hơn nhiều bọn vừa rồi mọi người từ trong khiếp sợ phản ứng lại cả đám nhìn lâm phàm có chút mê say so với lúc trước thì thời khắc này nam tử kia tràn đầy khí tức cường giả hơi thở này giống như sóng triều phả vào mặt các nàng một vài nữ tử mị tộc da mặt mỏng một thì sắc mặt ửng đỏ, dâng lên tâm ý ái mộ. Chuyện này đối với Lâm Phàm đã thành thói quen, một mên cao, khoai to, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như mình thì hấp dẫn phái nữ là chuyện đương nhiên. Ầm. Uhm. Lâm Phàm hướng về nơi đang diễn ra chiến đấu. Tử Vận muốn nói gì nhưng thấy đối phương rời đi thì vội vàng giải cứu người thân. Tử Vận, Phiêu Phiêu, các ngươi quen người này à? Một trung niên nữ tử hỏi không biết lúc chúng ta đang chạy trốn thì thấy hắn chúng ta còn không biết tên của hắn là gì nữa mà tử vận lắc đầu nói nàng không nghĩ đến thực lực của người đàn ông này lại mạnh mẽ như thế cổ tộc vô địch trước mặt các nàng lại yếu như bún trước mặt hắn không thể tưởng tượng nổi hình như hắn tiến về chiến trường của tộc trưởng và đám cổ tộc kia thì phải chúng tam ao hiện tại nội tâm lâm phàm vô cùng kích động sau khi thực lực hắn trở lên mạnh mẽ cuộc sống này càng có nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt là cái cảm giác oai phong trước mặt đám em gái kia, thật sảng khoái. Vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt lãnh ngạo, khí chất vương giả mờ ảo kia, đều có tính mê hoặc rất cao. Ha ha. Lâm Phàm đang nghe chuyện trên TV audio CV cười lớn một tiếng, tăng tốc độ. Càng đến gần khu vực chiến đấu, pháp lực dao động càng cường đại. Nhưng, cổ pháp lực này so sánh với Vân Tông chủ thì vẫn còn chênh lệch nhiều lắm mị tộc tộc trưởng, các ngươi đầu hàng đi, các ngươi đã bị bao vây, càng chống cự thì đít sẽ càng bự thôi, còn không mau thúc thủ chịu trói, chờ giờ được thông. Tình hình hiện tại không khả quan lắm, ba tên thủ lĩnh cổ tộc đã bao vây đám người mị tộc. Khí tức ba tên cổ tộc này rất cuồng bạo, pháp lực nồng đậm bạo phát chấn động hư không, đến mức có thể cùng thiên địa dung hợp. Tộc trưởng mị tộc là một cái cô gái trẻ tuổi, trong lúc nhất chân phất tay cũng toát ra sự mê hoặc lớn lao. Ba tên thống soái cổ tộc nhìn thấy cô gái này, trong ánh mắt lóe những tia sáng tà mị, không khỏi nuốt nước miếng ực ực. Nếu muốn đùa bẩn chủng tộc nào đó, thì đám cổ tộc sẽ chọn mị tộc đầu tiên vì thiên tính cùng thân thể mị tộc làm cho bọn chúng sung sướng vô cùng. Đặc biệt là tộc trưởng mị tộc, càng làm cho ba tên ngựa đực kia không thể nhịn được. Khi biết chỗ ẩn thân của mị tộc, thì các thống lĩnh cổ tộc sẽ tranh đoạt lẫn nhau, việc vây giết mị tộc là chuyện tốt. Tộc trưởng, chúng ta có chết cũng phải tiếp tục đánh nếu để bị bắt thì chúng ta sẽ sống không bằng chết nhục nhã vô cùng a à. một đám nữ tử vây xung quanh tộc trưởng mỹ tộc ánh mắt ác liệt khí tức cường hãn tu vi không thấp nhất định có người bán đứng chúng ta mỹ tộc chúng ta không tranh với đời ẩn nút rất sâu không thể bị phát hiện dễ dàng thế được là mỹ cơ bán đứng chúng ta từ khi cứu nàng từ trong tay cổ tộc ta đã phát hiện nàng không được bình thường mỹ cơ tộc trưởng mỹ tộc nhất thời biến sắc bởi vì các nàng tìm kiếm khắp nơi cũng không phát hiện ra mỹ cơ lúc này một tiếng cười khẽ từ phía sau cổ tộc truyền đến một nữ tử yêu diễm ăn mặc hở hang đang đeo bám trên người một tên thống soái cổ tộc ngón tay thon dài chỉ về hướng mỹ tộc nói các ngươi nhanh đầu hàng đi thống soái đại nhân sẽ rất yêu quý mọi người ha ha một tên thống soái cổ tộc ôm lấy nàng ta như sủng vật vậy ánh mắt dâm tà lướt trên người nàng sau đó cười lớn Nàng nói không sai, thần phục chúng ta thì sẽ miễn cho các ngươi chịu dằn vặt, bằng không chúng ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Đám người mỹ tộc căm tức nhìn mỹ cơ, trong lòng phẫn nộ vạn phần. Hừ, chúng ta thà chết cũng không theo các ngươi. Ha ha, các ngươi muốn chết cũng không dễ như đâu, dưới sự bao vây của chúng ta, các ngươi có chạy đằng trời. Cổ tộc thống soái giang hai tay ra, cùng tiếu. Lấy mỹ tộc làm trung tâm, đại quân cổ tộc đã vây xung quanh một vòng lại một vòng, không sót một kẻ hở nào. Cổ tộc đông như châu chấu, bao trùm cả vùng rừng núi. Đám mị các nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Tất cả mọi người đều toát ra vẻ tuyệt vọng, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Các nàng đều biết, ba tên cổ tộc này là ba trong bảy đại thống soái dưới trướng uy quân vương, thực lực vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại mà các nàng không có khả năng đối kháng. Chẳng lẽ các ngươi muốn tự bạo động thiên? đáng tiếc các ngươi sẽ không được như ý nguyện có bản thống soái ở đây chả lẽ ta đứng làm cảnh thôi sao tên thống soái cổ tộc này cười lớn một tiếng đưa tay làm động tác thiên địa pháp tắc quanh đám người mỹ tộc liền bị thay đổi các nàng phát hiện động thiên bị chèn ép gắt gao muốn tự bạo cũng không thể nào thời khắc này các nàng thật sự trở nên tuyệt vọng rõ ràng từ khi bắt đầu đến giờ những tên cổ tộc này vẫn đang đùa bỡn họ mà bây giờ bọn chúng không muốn chơi nữa nhìn từng khuôn mặt dữ tợn, tỏ vẻ tham lam, đôi mắt không ngừng quét lên quét xuống trên người mình, các nàng càng thêm tuyệt vọng. quả nhiên không làm ta thất vọng, ở đây có nhiều cổ tộc như vậy. vừa lúc đó, có một thanh âm vui vẻ đột nhiên truyền ra từ hư không. là ai? thần sắc của ba tên thống soái cứng lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh, chả lẽ có tên tâm thần nào muốn tự sát hả? đám người mỹ tộc cũng quay đầu nhìn về hướng đó. Mà khi bọn họ nhìn qua, sắc mặt từng người đều đại biến, trong tròng mắt hiện vẻ khiếp sợ. Ý của Lâm Phàm rất đơn giản, ca chính là muốn phô trương thanh thế, ra trận thì không thể thiếu việc giống trống khu chiên chứ. Nếu không làm vật, sao xứng với sự uy phong của mình? Lúc này có một đầu cự long dài đạt đến vạn trượng, khí thế hùng vĩ đang uốn lượn trong không trung, tỏa ra long uy bao trùm thiên địa, trên người nó vẫy vàng chói lọi, như một kim quan giáp vậy. Lâm Phàm chấp hai tay sau lưng, đứng trên đỉnh đầu cự long, bể nghệ thiên hạ, nhìn xuống muôn dân. Lôi đình điều giáo Pháp Vương có vóc dáng tuy nhỏ nhưng trên người cũng mặc Pháp bào rất uy vũ, hai tay đùa bẩn lôi đình, còn sau đầu lại có một vòng Phật quan lấp lóe. Thân thể thượng cổ đại yêu cao to như một tòa núi, cắm thẳng vào thiên địa. Hai người đứng e lờ sau lưng Lâm Phàm càng tăng thêm độ bá đạo của hắn. Thời khắc này tộc, trưởng Mỹ tộc nhìn bóng người trong hư không, Bá đạo như thế, sợ ngay cả người. Đặc biệt là con cự long vạn trượng kia, càng làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là cự long, một trong thập đại hung thú thượng cổ nha. Mỗi một chủng tộc trong thập đại hung thú thượng cổ đều vô cùng mạnh mẽ, coi như là cổ tộc cũng không muốn đối mặt với chúng, nhưng bây giờ nó lại bị một thanh niên đạp dưới chân, cam tâm tình nguyện làm sủng vật của người ta. Con cự long này là do chí bảo trong động thiên biến ảo ra mà thôi biến ảo ra cự long phải tiêu hao không ít linh khí đó, éo đùa đâu. Cự long này nhìn qua có chút dọa người, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ đạt cảnh giới thần thiên vị tầng 3 mà thôi. Nhưng Lâm Phàm biết tiềm lực phát triển của cự long này rất lớn, vì nó có thể tự tu luyện. Ngươi là ai? Ba đại thống soái cổ tộc cảnh giác nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng, hỏi. Lâm Phàm phô trương như thế, dọa bọn họ tím tái cả mặt đúng là bọn họ chưa từng gặp phương thức ra trận bá như vậy coi như là uy quân vương cũng không có ngưu như thế bản tọa là nhân tộc đại đế lâm phàm lâm phàm vung ống tay áo lạnh nhạt nói cái tên này lâm phàm đã dùng lâu rồi thế nhưng hắn luôn có cảm giác hình như chả ai biết hắn cả chuyện này lâm phàm thấy có chút không khoa học diệt tuyệt vọng thành giết uy quân vương đời trước diệt đại quân cổ tộc cái nào không phải là chiến tích kinh thiên động địa thế nhưng nhìn bộ dáng này của bọn hắn giống như chưa từng nghe qua không biết mấy người được mình cứu ở tuyệt vọng thành có giúp mình tuyên truyền hay không nhưng lúc này ba đại thống soái cổ tộc biến sắc chợt quát một tiếng ngươi chính là nhân tộc đại đế lâm phàm vốn lâm phàm không có ông hy vọng bọn chúng biết mình nhưng khi thấy vẻ mặt của ba đại thống soái cổ tộc thì nội tâm của hắn như mở cờ xem ra mấy tên này biết mình đám cổ tộc kia sau khi nghe đến lâm phàm bỗng huyên náo xì xào bàn tán hắn chính là nhân tộc đại đế lâm phàm cái tên này rất tàn nhẫn đối với cổ tộc chúng ta hắn chưa bao giờ nương tay ai cả nhờ chúng ta bắt một ít sinh linh đại thiên thế giới sau đó tra tấn chúng mới biết được người gây ra chuyện ở tuyệt vọng thành chuyện tuyệt vọng thành rồi chuyện của bi quân vương đời trước toàn bộ đều do hắn làm ra kỳ thực lâm phàm không biết tuy mỗi một lần chiến đấu hắn đều tự báo tên gọi nhưng lần nào hắn cũng không lưu lại người sống thì truyền đi cái quái gì. Một vài cổ tộc tra khảo số lớn sinh linh khác của Đại Thiên mới biết được tên của hắn, chứ ở đâu mà biết được. Sau khi bọn chúng nghiêm hình tra tấn, những người này đã nói hết những chuyện mà Lâm Phàm làm ra. Khi bọn chúng kiểm tra bản truy nã thì kinh ngạc phát hiện, xếp hạng của một tên tăng rất nhanh. Mà tên này chính là hắn, nhân tộc Đại Đế, Lâm Phàm. Không sai, bản tọa chính là Lâm Phàm tuyệt vọng thành bị bản tọa diệt huy quân vương bị bản tọa chém giết trăm vạn cổ tộc trong thủy hỏa bí cảnh không còn ai sống sót cũng là do bản làm những việc này đối với các ngươi mà nói chắc không phải là bí mật gì đâu nhỉ lâm phàm lạnh nhạt kể chuyện mình làm như đang nói một việc rất bình thường để ngừa đám cổ tộc này không biết mình là ai nữa ca nổi tiếng như thế mà đi đâu chả ai biết thì bi ai lắm lúc đầu mỹ tộc l không biết người thanh niên này rốt cuộc là ai Thế nhưng khi bọn họ nói mấy câu này thì sắc mặt mỗi người đều trở lên kinh ngạc, các nàng không nghĩ đến, hắn lại có chiến tích đáng sợ như thế. Đây chính là anh hùng của các chủng tộc đại thiên thế giới. Còn đối với cổ tộc, thì đúng là ác ma. Ba đại thống soái cổ tộc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ sợ hãi, nhưng không biết con hàng này có phải pha ke không. Nếu như người trước mắt này thật sự chém giết vi quân vương đời trước, thì bọn hắn xong con mẹ nó rồi. Nhưng dù vậy, thân là cổ tộc thống lĩnh, há chi sợ sệt như thế. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm ư, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thật sự có bản lãnh này không? Ba đại thống soái cổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Có bản lãnh thật sự hay không, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết thôi. Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười, sau đó lao tới đại quân cổ tộc. Một trảo của hắn, như bắt cả thiên địa vào tay, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời đập xuống, nắm đại quân cổ tộc trong tay. Pháp lực cuồn cuộn tuôn trào, năm ngón tay tràn đầy sức mạnh, khép lại một chút đã làm không ít cổ tộc bị nổ tung trong nháy mắt. Ầm. Um, Ầm. Um, những cổ tộc nổ tung, máu thịt hóa thành kinh nghiệm được Lâm Phàm hấp thu. Nhân tộc thật hung tàn. Những tên cổ tộc còn lại nhìn thấy một trảo của tên nhân tộc này lại có thể vô chết nhiều đồng bọn của mình như vậy, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Bình thường Bọn chúng đối phó với ngàn vạn sinh linh các chủng khác đều thuận buồm xuôi gió, nhưng trước mặt nhân tộc đại đế thì lại giống như dung dế, hắn chỉ dùng một cước là có thể dẫm chết một đám lớn. Thống lĩnh, cứu chúng ta! Giờ khắc này, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong đại quân cổ tộc, mỗi một lần tên nhân tộc ra tay là có một nhóm lớn cổ tộc tử vong. Đối với đám cổ tộc nhảy nhép này, Lâm Phàm không xem vào trong mắt, chả được bao nhiêu điểm kinh nghiệm cả. Cái mà hắn quan tâm chính là tinh khí thần của bọn chúng, thứ đó rất có ích cho Động Thiên, tuy nói tác dụng của một tên không nhiều, nhưng góp gió thành bão mà. Nhân tộc đại đế, mau dừng tay, ngươi giết nhiều đồng tộc của chúng ta như thế, chính là muốn chết. Ba đại thống soái thấy cảnh này, sắc mặt dữ tợn, gào thét rồi đánh về phía Lâm Phàm. Ba tên thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ trình để đọ với Lâm Phàm như. Lâm Phàm cũng không để ý nhiều trước tiên, cho bọn chúng ra vẽ một hồi rồi sau đó giết cũng không muộn. Cẩn thận! Tộc trưởng Mỹ tộc nhìn thấy ba đại thống soái đánh về phía nhân, không khỏi hô to nhắc nhở. Đến hay lắm! Lâm Phàm vung tay áo, không thèm để những mấy tên này trong mắt, những tên này như cá nằm trên thớt, muốn là giết mà thôi. Lôi đình điều giáo Pháp Vương cùng thượng cổ đại yêu cũng đánh giết qua đại quân cổ tộc. Cổ thánh áo nghĩa, cổ thánh chi quyền, yên diệt tứ phương. Ba đại thống soái cổ tộc không thể để cho tên nhân tộc này tiếp tục chém giết, bọn họ liền triển khai sát chiêu. Ba quyền đánh ra, có thiên ý của thánh giới hạ xuống kèm theo cổ sức mạnh tự thân gia nhập vào, mỗi quyền vượt 10.000 pháp lực lượng. Mỗi quyền như núi cao rơi xuống, cực kỳ nặng nề, cả hư không rung động, mỗi quyền tiếp theo hóa thành một vị quyền thần, quyền thần chính là cực hạn quyền pháp, mỗi quyền đều ẩn chứa pháp tắc vô tận. Đại đế nhân tộc, ngươi chết đi! ba đại thống soái cổ tộc không biết người này có phải là đại đế nhân tộc hay không lúc này bọn họ cũng sẽ không khinh thường nghĩ rằng một chiêu là có thể giết hắn bộ quyền pháp này vốn phải có bảy đại thống soái cùng đánh ra mới bộc lộ hết sức mạnh của nó một khi được triển khai hoàn toàn sức mạnh của nó khiến thần cũng phải kiên kỵ mặc dù bây giờ chỉ có ba đại thống soái triển khai nhưng sức mạnh bàn bạc tỏa ra cường đại hơn so với thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh Lâm Phàm nhìn những tên cổ tộc kia như con dung con dế mà thôi, bàn tay khổng lồ liên tục vỗ, tạo ra vô số dấu tay từ trên trời giáng xuống, đập chết đem đại quân cổ tộc. Hấp thu! Hấp thu! Trong lòng Lâm Phàm cười to, linh khí trong động thiên ngày càng dày đặc, ngô đồng thần thụ hấp thu tinh khí thần của cổ tộc, phát triển càng lúc càng nhanh. Cành lá tươi tốt tản ra từng luồng lục quang, hoa linh lớn chừng bàn tay vui sướng không ngừng bồi dưỡng ngô đồng thần thụ. Ầm ầm ba quyền phá không trực tiếp đánh lên người lâm phàm xong rồi ba đại thống soái cổ tộc thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ chỉ cần chúng chiêu thì dù thực lực hắn mạnh đến đâu nếu không chết cũng tàn phế nhưng điều khiến bọn họ không dám tin lại xảy ra ba quyền cực mạnh của họ đánh lên người tên kia chả có tác dụng không có chút bản sự nào thật là phế vật lâm phàm cười nhạt một tiếng phủi phủi bụi trên quần áo nếu không có Vân Tông chủ hỗ trợ tăng tu vi thân thể lâm phàm lên thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, ba quyền này, hắn vẫn thừa nhận được. Bên trong cổ tộc, địa vị càng cao, thực lực càng cường đại. Bất kể là Ngộ Tính hay Thiên Tư đều là những nhân vật đứng đứng đầu. Ba đại thống soái dưới một người trên vạn người, ngoại trừ Uy Quân Vương ra, bọn hắn là lớn nhất. Sao có thể như vậy? Ba đại thống soái kinh hô. Bọn họ không nghĩ đến tên nhân tộc dùng thân thể đỡ ba chiêu của mình mà chẳng sao, đúng là hàng thật rồi. Tộc trưởng Mỹ tộc nhìn ba đại thống lĩnh xuất sát chiêu đối phó Lâm Phàm nhưng không có tác dụng nào, trong lòng thoáng hoảng hốt nhưng lập tức lộ vẻ tươi cười. Nếu hắn đúng mạnh như vậy, thì Mỹ tộc lần này có cơ hội sống sót rồi. Đại đế nhân tộc, Lâm Phàm Từ khi nào cổ thánh giới lại xuất hiện cường giả bậc này? Tại sao chưa từng nghe nói qua? Không có gì không thể, bởi vì thực lực của các ngươi thật sự quá yếu. Lâm Phàm Kinh thường nói, bên trên thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh chính là nguyên thần cảnh. Người bình thường muốn trở thành cao thủ cảnh giới nguyên thần cảnh, nhất định phải cô động đệ nhị nguyên thần, nhưng Lâm Phàm vì nắm giữ hệ thống nên chỉ cần có kinh nghiệm là được. Chỉ cần kinh nghiệm đạt đến một giới hạn nhất định là có thể tiến vào thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh, sau đó sẽ tự động trở thành đệ nhị nguyên thần. Bất kể như thế nào, lâm phàm cũng không thể bỏ qua cho ba đại thống soái cổ tộc kia nhưng lúc này hắn cần phải trấn áp đám kiến hôi nho nhỏ kia cái đã tuy nói thượng cổ đại yêu được mình hàng phục luyện chế thành khí linh thế nhưng hung uy của nó vẫn còn trong khi xuất thủ dân trào mãnh liệt cuồn cuộn không gì địch nổi vừa ra tay là vô số cổ tộc bị nuốt vào trong bụng tiếp đó nó vung tay lên tạo thành bảo táp giết đám cổ tộc thành cạn bã một đàn kiến có thể gặm chết voi thế nhưng đối với lâm phàm những con kiến này là những con kiến không có răng xung quanh lôi đình pháp vương hiện ra phật quang trong miệng lẩm nhẩm kinh văn tung bay giáo hóa vạn vật dưới sự gột rửa của kinh văn rất nhiều cổ tộc có khuôn mặt dữ tợn đã trở lại bình thường khi lôi đình pháp vương chỉ tay một cái vô số cổ tộc không tự chủ được bị hút vào động thiên khi chúng tiến vào cơ thể lập tức nổ tung huyết nhục tinh khí thần đều bị sinh linh bên trong động thiên phân cách hóa thành hư vô a à, Ba đại thống soái cổ tộc nhìn thủ hạ của mình bị tên nhân tộc đáng ghét kia chém giết, lửa giận trong lòng bùng lên không thể nhịn được, tức giận gào thét. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng phải chém giết hắn. Tên nhân tộc ghê tởm, không giết được ngươi, thề không bỏ qua. Ba đại thống soái cổ tộc đứng đối diện nhau, trong ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. Đại đế nhân tộc. Ba đại thống soái giận dữ hét lên hôm nay coi như liều mạng cũng phải chém chết ngươi lâm phàm vốn không để ý tới ba tên này hắn muốn chừa bọn chúng đến cuối nhưng để lâm phàm hơi kinh ngạc trên người ba tên kia đột nhiên bạo phát ra luồng khí tức kinh thiên động địa tộc trưởng mỹ tộc nhìn thấy biến hóa của những tên cổ tộc kia sắc mặt đại biến nhất thời kinh hô cẩn thận ba tên đó muốn lấy động thiên nguyên thần pháp tắc của bản thân đánh đổi để triển khai một môn công pháp kinh khủng lâm phàm bất động thanh sắc nhìn bọn chúng, sau đó cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi vì giết ta mà muốn liều mạng hay sao? Hừ. Đại đế nhân tộc, ta biết ngươi rất mạnh, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng vô luận như thế nào, bọn ta cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Ba đại thống soái giữ tận quát lên. Trong chớp mắt, ánh sáng trên người bọn hắn chấn động mạnh, động thiên, nguyên thần, pháp tắc đột nhiên từ trong cơ thể bay ra dung hợp lại với nhau sát lục cổ tiễn. Ba người lập biến mất, thay vào đó là một cây cung, cái cung này khí tức cuồng bạo, tràn đầy sát khí. Bên trên bề mặt của cây cung hiện ra một khuôn mặt, là một trong ba đại thống soái cổ tộc. Nhân tộc đáng ghét, ngươi nghĩ rằng chúng ta chết sao? Nói cho ngươi biết, chí cao đại nhân không gì không làm được. Coi như chúng ta chết rồi thì ngài ấy vẫn có thể phục sinh cho chúng ta, mà ngươi, nếu bị mũi tên này bắn trúng, sẽ hoàn toàn chết đi, hình thần câu diệt ầm ầm trong hư không lôi đình lấp lóe một luồng quang minh ý chí bay xuống thiên ý giáng lâm không gì không làm thiên ý tiễn hiện trong chớp mắt một luồng khí tức càng kinh khủng hơn lúc nãy đột nhiên bạo phát lập tức xuất hiện một mũi tên dài đen nhánh trôi nổi trong hư không bên trên mũi tên ẩn chứa quấn một luồng sức mạnh thần bí con mẹ nó bị chơi xấu rồi lâm phàm không nghĩ tới thiên ý của thánh giới chơi xấu như vậy giữa ban ngày ban mặt trợ giúp cổ tộc. Nguồn sức mạnh này quá mạnh, nó vượt qua tất cả, hơn nữa bên trên còn có một luồng khí tức thần bí. Đây là khí tức thiên ý của cổ thánh giới. Đem thiên ý thêm vào, muốn một đòn giết chết ta. Chết cho ta. Đại cung bắn ra mũi tên, sự sắc bén không gì không thể phá cùng khí tức hủy diệt hòa làm một thể. Một âm thanh giận dữ vang vọng. Một ánh hào quang vụt phá thiên địa, vượt qua thời gian không gian, bay tới Lâm Phàm. Chết đi, ngươi chết cho chúng ta. Trên mũi tên dài hiện ra ba khuôn mặt dữ tợn, đang gào thét liên tục. Khí tức kinh khủng, giống như làn sóng bao phủ thiên địa. Dù tộc nhân Mị tộc cách rất xa, nhưng nội tâm vẫn chịu ảnh hưởng, dưới cổ khí tức kinh khủng đó, mọi người run như cây sấy, sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tộc trưởng Mị tộc nhìn về phương xa, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào cổ tộc có được thiên ý của thánh giới trợ giúp đã không còn là bí mật thậm chí có đại năng giả đã nói thiên ý của thánh giới đang chìm trong giấc ngủ say bởi vậy chỉ có thể cảm ứng từ nơi sâu xa chứ không cách nào chủ động xuất kích nếu như thiên ý của thánh giới tỉnh lại thì tất cả sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới đều sẽ bị nô dịch thậm chí bị diệt vong bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì mũi tên ánh sáng kinh thiên động địa soi sáng toàn bộ thiên địa Mấy người tử vận hướng nơi này chạy qua nhưng đột nhiên dừng bước, các nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh làm người rung động. Nguồn sức mạnh này, cùng bạo âm trầm, rất kinh khủng. Đại đế nhân tộc, hành vi của ngươi, thiên địa không dung hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới mũi tên này. Ba khuôn mặt vô cùng dữ tợn bên trong mũi tên, như ác quỷ rít cào nói. Lâm Phàm thấy hành động của mấy tên này, quá hèn hạ đê tiện. Thiên ý của thánh giới cũng vậy, cũng đê tiện xấu xa như nhau, thật không ngờ giữa ban ngày ban mặt hỗ trợ cổ tộc. Cho dù ba tên thống lĩnh cổ tộc tự bạo cũng không tạo ra sức mạnh to lớn như thế, hiển nhiên tất cả những thứ này đều đều do thiên ý của thánh giới dở trò quỷ. Xèo Âm thanh phá không vang vọng đất trời, dưới nguồn sức mạnh này, hư không không ngừng nổ tung. Tuy vậy, Lâm Phàm vẫn không ý kỵ tí nào. Dung dế cuối cùng cũng chỉ là dung dế, coi như các ngươi mượn sức của ngoại lực cũng không có tác dụng gì. Lâm Phàm duỗi ra hai ngón tay kẹp một cái. Mũi tên cùng bạo kia bị hai ngón tay Lâm Phàm kẹp lại cố định trong hư không, không thể tiến thêm một chút nào, nó liên tục dãy dụa muốn thoát ra. Sắc mặt Lâm Phàm ngưng lại, lúc này, bên trên mũi tên đột nhiên bùng nổ một ánh hào quang, đột phá sự giam cầm của hai ngón tay, gào thét lao tới hắn. Ha ha, nhân tộc, giờ chết của ngươi đến rồi. Lúc này ba đại thống soái cười rất to, bởi vì thời khắc này bọn họ đợi lâu rồi. Thế nhưng, điều bọn họ không nghĩ tới, chính là tên nhân tộc này quá mạnh. Nếu như không phải có thiên ý của thánh giới gia trì trợ giúp, thì dù mũi tên ba người hợp lại có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì người ta. Còn bây giờ bọn họ đã an tâm, bởi vì tên nhân tộc này đã không còn tồn tại. Thiên ý là một thứ mà bất kể sinh linh nào trong thế giới này đều không thể ngăn cản được trong chớp mắt một mũi tên dài đen nhánh xuyên thấu thân thể lâm phàm tuy nhiên một sự việc lạ lùng lại xảy ra mũi tên đột nhiên biến mất không thấy đây là nơi nào ba đại thống soái cổ tộc muốn nhìn cảnh tên nhân tộc nổ tung mà chết thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả thay vào đó bọn chúng bị đưa đến một nơi thần bí nào đó nơi này là động thiên của bản tọa các ngươi thật cho rằng dựa vào cái này là có thể giết chết ta hay sao lâm phàm phiêu phù bên trong động thiên cười lạnh nói. Đáng ghét, đáng ghét, giết. Ba đại thống soái không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, nhất thời rống giận thở phì phò. Lúc này mũi tên còn ẩn chứa uy lực vô cùng, gào thét trong động thiên, giết về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh nhạt phiêu phù ở bên trong hư không, ngón tay khẽ vẽ một cái, ngô đồng thần thụ phát uy, vô số cành cây phóng lên trời, quấn chặt lấy mũi tên kia. Cái này là vật gì? Sức mạnh đang mất dần, nó đang hấp thu sức mạnh của chúng ta mau mau bạo phát thiên ý nhanh lên mũi tên đen nhánh bị ngô đồng thần thụ trói chặt lại trôi nổi trong hư không không thể động đậy vừa lúc đó một màn không ngờ tới xảy ra mũi tên được thiên ý cường hóa đột nhiên tiêu tan sau đó bị ngô đồng thần thụ mạnh mẽ hấp thu lập tức cành cây ngô đồng thần thụ lắc lư run rẩy nở hoa rồi lâm phàm nhìn thấy cảnh diễn ra trên một cành cây của ngô đồng thần thụ sắc mặt liền biến đổi. Rất lâu rồi, ngô đồng thần thụ chưa có xảy ra chuyện gì khác thường, thế nhưng lúc này một việc khiến Lâm Phàm ngạc nhiên xảy ra, ngô đồng thần thụ lại nở ra, một đóa vô cùng rực rỡ. Mặc dù đóa hoa này nhìn qua còn rất non nớt, thế nhưng đối với Lâm Phàm mọi biến động của ngô đồng thần thụ đều không thể coi thường. Lạch cạch Mũi tên rơi trên mặt đất, ánh sáng trên nó ảm đạm đi rất nhiều, sức mạnh cũng dần dần tiêu tan. Nhân tộc đáng ghét, chúng ta không cam lòng, không cam lòng. Ba đại đại thống soái gào thét yếu ớt, dần dần không còn bất kỳ thanh âm gì nữa. Ken, chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. Ken, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 250.000. Ken, chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. Ken, chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. Hấp thu mỗi một chỗ trên người của ba tên thần thiên vị tầng sáu pháp tắc cảnh đều trân quý vô cùng động thiên huyết nhục pháp tắc các loại cho dù là một sợi tóc cũng ẩn chứa pháp lực vô cùng động thiên tan rã huyết nhục phá nát pháp tắc bị luyện hóa bản nguyên bị luyện hóa trong chớp mắt một dòng pháp lực to lớn chảy vào bên trong động thiên kiếm lớn rồi lúc này trong lòng lâm phàm mừng rỡ đúng là chém giết cổ tộc mới là biện pháp sáng suốt nhất để tăng thực lực bản thân mà đặc biệt là những nhân vật cường đại chỉ đáng tiếc ba tên này vì giết mình mà bỏ đi thân thể tất cả tích lũy hóa thành hư vô chỉ để lại một phần pháp lực nếu như ba tên đó không bỏ đi thân thể hoặc là có những trữ vật của chúng thì tốt quá lấy địa vị của bọn họ trong cổ tộc đồ tốt sẽ có rất nhiều a đáng tiếc đáng tiếc nhưng hiện tại cũng không quá tồi động thiên trở nên mạnh mẽ pháp lực mênh mông dung nhập vào bên trong bồi dưỡng công pháp chi thần cùng khí linh. Lúc này bên ngoài, mị tộc đang rất sốt sắng, các nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều chấn kinh. Một thân bá khí cùng khuôn mặt lạnh nhạt kia, chính đại đế nhân tộc. Hắn không xảy ra chuyện gì. Mà ba tên cổ tộc đã tiêu tan rồi. Lúc này Lâm Phàm đang đắm chìm trong động thiên quan sát ngô đồng thần thụ phát sinh dị biến. Ngô đồng thần thụ vậy mà nở hoa lại còn kết quả Chẳng lẽ nguyên nhân là do thiên ý Nhưng bây giờ đi đâu tìm thiên ý đây Thôi quên đi Trước tiên cứ tiếp tục sống như vậy đã Thực lực trước mắt của mình căn bản Không có khả năng khiêu chiến thiên ý của cổ thánh giới Cũng không có khả năng tìm tới thiên ý Ngô đồng thần thụ có một đóa hoa coi như đã rất may mắn rồi Lâm phàm nhìn mọi người của mị tộc cười nhạt Tộc trưởng Tử vận cùng mấy người từ đằng xa bay tới, thấy tộc trưởng các nàng bình an vô sự, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Tộc trưởng nhìn thấy tử vận bình an vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này mọi người đem ánh mắt đổ dồn nhìn về bóng người trong hư không kia. Đại đế nhân tộc, Lâm Phàm Đây rốt cuộc là người phương nào, không ngờ lại mạnh như vậy. Thời điểm mọi người không chú ý, thì trời đất phương xa biến thành một màu hắc ám, mây đen giống như sóng biển ầm ầm lao tới ở bên trong mây đen, ẩn hiện một tòa cung điện tỏa ra khí tức âm trầm, rất quỷ dị. Một luồng tà khí bao phủ thiên địa bất kể là cổ thú hay các sinh linh khác, lúc này toàn bộ đều thoái lui. Con mẹ nó, lại là tên nào đến rồi? Lâm Phàm nhìn cổ mây đen đang ùng ùng kéo đến phía xa, trong đó ẩn giấu một luồng khí tức, làm cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Đặc biệt là cung điện ẩn giấu trong đám mây kia, giống như địa ngục, trong đó có ác quỷ gào thét, quỷ thần cất bước đi lại nó là cái gì mà thần bí vậy nhỉ thời điểm lâm phàm nghi hoặc thì tộc trưởng mỹ tộc lại nhíu mày trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ lâm phàm nhìn thấy thần sắc của nàng rõ ràng nàng biết lai lịch của tòa cung điện kia tộc trưởng đây là cái gì nó có lai lịch thế nào lâm phàm hỏi đây là hành cung của thái tử tà minh sắc mặt của tộc trưởng mỹ tộc cực kỳ khó coi thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy còn sợ hãi hơn khi gặp cổ tộc tà minh thái tử lâm phàm không biết tà minh thái tử là ai nhưng hắn biết có một tổ chức tà ác tên là tà minh tà minh thái tử chẳng lẽ là người của tà minh hay sao đám người tử vận các nàng vừa trải qua cảm giác giành lại được sự sống đang rất vui vẻ nhưng lúc này các nàng lại cực kỳ kinh hoảng bởi vì các nàng biết tà minh thái tử rất tàn nhẫn có không ít tộc nhân mị tộc bị hắn bắt đi không bao lâu sau trả lại chính là từng bộ thi thể giống như thay khô vậy Mỹ tộc không biết sao tà minh thái tử có thể tìm được các nàng, mỗi lần rời khỏi tộc địa là sẽ bị tà minh thái tử tìm được, cho nên trong thâm tâm các nàng rất khủng hoảng, như cá chậu chim lồng. Hiện giờ, vừa trải qua sự giết chóc của đại quân cổ tộc, không nghĩ rằng bị tà minh đuổi theo. Đại đế nhân tộc, xin ngài cứu lấy chúng ta. Lúc này tử vận đem ánh mắt nhìn về lâm phàm, lộ vẻ cầu xin. Nhìn tình hình trước mắt, thực lực đại đế nhân tộc rất mạnh, chỉ cần hắn xuất thủ thì mị tộc có thể thoát được một kiếp này. Nhưng Tà Minh rất nổi danh trong cổ thánh giới, người của Tà Minh đều là hạng người hung ác, đặc biệt là Tà Minh thái tử thần bí, nghe đồn hắn là cường giả dưới một người trên vạn người. Lát nữa, các ngươi trốn đi. Cảm ứng của Lâm Phàm xuyên thấu thiên địa, ánh mắt nhìn về phía xa. Từ nơi xa kia, có người đang dò xét đến đây, hình như là có người đang tìm chính mình. Tộc nhân mị tộc nghe được câu này, sắc mặt biến đổi nói như vậy có nghĩa đại đế nhân tộc cũng không phải là đối thủ tà minh thái tử sao thế nhưng nghĩ lại những thủ đoạn của tà minh thái tử các nàng dần trở lại bình thường tộc trưởng bị tộc đời trước cũng vì không phục tà minh thái tử làm ác mà đứng dậy chống đối cuối cùng bị hắn trấn áp thậm chí ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có đại đế nhân tộc ngài đi đi ngài không phải là đối thủ của hắn đâu không cần lo cho chúng ta tộc nhân mị tộc tộc thở dài một tiếng bọn họ vẫn còn quá yếu dù tránh được lần này nhưng có thể trốn được mấy lần thêm nữa đây không phải vậy tà minh thái tử tuy mạnh nhưng không thể làm gì ta đâu chỉ là lát nữa sẽ có thêm một nhân vật khủng bố khác giáng lâm ở đây cho nên các ngươi phải tránh đi trong lòng lâm phàm mặc dù có chút sốt sắng nhưng hắn nhất định phải làm như thế vì nếu như không tận mắt thấy một lần trong lòng lâm phàm sẽ sinh ra sợ hãi như vậy sẽ không có sức chiến đấu nữa chúng ta có thể ở đây giúp ngươi tộc trưởng nhìn lâm phàm nói lâm phàm búng ngón tay một cái một giọt máu tươi chảy ra lát nữa người đến đây chính là cổ tộc chí cao cho nên các ngươi phải tránh đi và hãy mang theo giọt máu tươi này cố gắng bảo tồn nó thời điểm mọi người nghe lâm phàm nói câu này từng người từng người sắc mặt đại biến hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập cổ tộc chí cao bốn chữ này vừa ra giống như trời sập vậy khiến người ta không có chút sức chống cực nào thời điểm khi nghe đến bốn chữ này tay chân đã lạnh nếu như mang tà minh thái tử cùng cổ tộc chí cao so sánh thì giống như tiểu vu gặp đại vu mà thôi kỳ thực lâm phàm cũng sớm nghĩ đến hành vi của mình quá mức ngang ngược khiến cho chí cao cổ tộc nổi giận bởi vì hắn coi tộc nhân của hắn giống như dung dế nghiền ép trực tiếp từ chuyện ở tuyệt vọng thành rồi uy quân vương đại quân cổ tộc trong thủy hỏa bí cảnh giờ là một đám cổ tộc nhiều không kể hết mình đã uy hiếp nghiêm trọng đến cổ tộc vì vậy cổ tộc chí cao cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình nếu tộc nhân cổ tộc không làm được vậy thì hắn sẽ đích thân giáng lâm bóp chết lâm phàm từ trong trứng nước nếu bây giờ lâm phàm muốn chạy trốn không ai có thể ngăn được cũng không ai có thể tìm được hắn bởi vì trên người hắn có hệ thống chỉ cần hắn không để lộ tia khí tức ra ngoài thì bọn chúng sẽ rất khó tìm kiếm hắn. Hơn nữa, nếu tiến vào trạng thái ẩn thân, coi như là cổ tộc trí cao, muốn tìm cũng không có biện pháp. Lâm Phàm biết cổ tộc chí cao rất mạnh, còn mạnh mẽ đến trình độ nào thì hắn lại không biết. Bởi vậy hắn muốn nhìn một chút xem thực lực của chí cao cổ tộc như thế nào. Thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, thì con đường sau này sẽ chỉ còn một hướng thôi, dễ đi hơn. Đi thôi. Chiến ý của thánh giới tăng vọt, máu huyết cũng bắt đầu sôi trào cổ tộc chí cao đây chính là nhân vật mạnh nhất cổ thánh giới a coi như không địch lại nhưng nếu như ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có vậy thì quá nhu nhược rồi giờ khắc này tử vận mở miệng nói đại đế nhân tộc mời ngài xoay người qua đây lâm phàm hơi nghi ngờ rồi hít một hơi thật sâu xoay người lại nhìn nàng cười hỏi làm sao vậy tử vận nhấc tay lập tức một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt nàng giống như máy quay phim vậy, lưu trữ hình ảnh trước mắt lại, sau đó nàng bắt một thủ pháp kỳ lạ nào đó, màn ánh sáng trong nháy mắt hóa thành vô số phần, bay ra bốn phương tám hướng. Lâm Phàm tò mò hỏi. Đây là cái gì? Đây là kính tượng quan mạc, thiên phú của mị tộc, những điểm sáng này sẽ phân tán ra bốn phương tám hướng trong cổ thánh giới, để cho sinh linh các chủng tộc trong đại thiên thế giới biết, từ đó, bọn họ có thể biết chuyện đang xảy ra ở đây, ngài là người nghĩa hiệp, nhất định phải để cho tất cả sinh linh nhìn thấy để họ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bởi vì ngài là người thứ sáu chính diện đối kháng cổ tộc chí cao nghe được lời này trong lòng lâm phàm nhất thời vui vẻ không nghĩ tới nơi này còn có loại đồ chơi như thế cái này giống như truyền hình trực tiếp đây mà không nghĩ đến cổ thánh giới hiện đại như vậy lát nữa phải xuất hiện trước các chủng tộc của đại thiên thế giới lâm phàm không khỏi sửa sang lại một chút bất kể nói thế nào cũng phải đẹp trai một chút, hớ hớ. Trong chớp mắt, những điểm sáng này phân tán khắp nơi. Ở phương xa, có một sinh linh nhìn thấy quan điểm này, nắm trong tay, trong nháy mắt, điểm sáng đã biến thành một khuôn mặt, trong hình không ai khác chính là lâm phàm cùng tộc nhân mị tộc. Đại đế nhân tộc cứu vớt mị tộc trong nước sôi lửa bỏng, giết chết vô số cổ tộc, tà minh thái tử và cổ tộc chí cao cũng đã đến. Tên sinh linh này vốn muốn bóp nát điểm sáng, nhưng khi nghe được câu này lại biến sắc. Cổ tộc chí cao. Bốn chữ này đối với bất kỳ sinh linh nào của đại thiên thế giới mà nói, nó như ma quỷ trong, làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phàm từ tuyệt vọng thành cứu ra sinh linh các chủng tộc, sau đó đưa bọn họ gia nhập vào trong các tông môn. Trong Hoang Cổ Long Tông. Một tên được cứu ra từ tuyệt vọng thành, mỗi ngày đều nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, cảm giác không còn là con người, đâu giống như bây giờ ung dung tự tại. Mà ngay lúc này một vệt ánh sáng chậm rãi bay xuống. Tên kia đem nắm nó trong tay, sau khi nghe lời nói và hình ảnh trong đó, sắc mặt hắn đại biến, kích động mặt đỏ tới mang tai. Mọi người mau đến mà xem, nhân tộc đại đế muốn chạm mặt cùng cổ tộc chí cao. Tên này là người Long tộc, nên tiếng gào rất lớn, cùng lúc đó, tiếng Long ngâm kinh thiên động địa, nổi lên bốn phía. Mọi người trong Hoang Cổ Long Tông nghe tiếng gầm này đều lộ vẻ không vui. Nhưng khi nghe lời nói trong màn sáng thì từng người sắc mặt đại biến, sau đó từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nhân tộc đại đế, lâm phàm. Danh tự này bọn họ cũng không xa lạ gì, bởi vì đây là thần tượng của họ a à? Là thần tượng giám cùng cổ tộc liều. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.